Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Ông Trump nói con trai Tổng thống Biden liên quan đến cocaine được phát hiện ở Nhà Trắng và cho rằng truyền thông sẽ khiến câu chuyện này biến mất. Mỹ cáo buộc tiêm kích Su-35S Nga, gây mất an toàn khi thả pháo sáng, và bật chế độ tăng lực, chiếc mũi UAV đang làm nhiệm vụ ở Syria. Ấn Độ từ chối ủng hộ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc trong hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải. NATO và Nhật Bản đã kết thúc đàm phán về một văn kiện hợp tác mới, theo tờ Nikkei Asia hôm 6 tháng 7. Sau đây là nội dung chi tiết. Có ai thực sự tin rằng cocaine được phát hiện ở cánh tay trong Nhà Trắng, rất gần phòng bầu dục, là để cho Hunter và Joe Biden sử dụng, chứ không phải ai khác không? Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 5 tháng 7, nhắc đến người kế nhiệm Joe Biden và con trai của ông. Theo ông Trump, các kênh truyền thông, tin giả sẽ sớm nói rằng lượng cocaine đó rất nhỏ và cũng không thực sự là cocaine, chỉ là thuốc aspirin nghiền thành bột và câu chuyện sẽ biến mất. Tổng thống Biden chưa bình luận về thông tin. Ông chủ Nhà Trắng không uống rượu và chưa bao giờ được cho là người có sử dụng chất gây nghiện. Trong khi đó, Hunter, 53 tuổi, từng có giai đoạn sử dụng rượu và chất gây nghiện, được ông mô tả chi tiết trong cuốn hồi ký Beautiful Things xuất bản năm 2021. Ông Trump bình luận sau khi mật vụ Mỹ ngày 4 tháng 7 thông báo, lực lượng này tối 2 tháng 7 phát hiện cocaine trong Nhà Trắng. Một số quan chức thực thi pháp luật nói nó được phát hiện tại khu cánh tây, trong căn phòng nhỏ thường được nhân viên Nhà Trắng và khách sử dụng để cất điện thoại. Mật vụ Mỹ cho biết họ đang điều tra bằng cách nào chất này có thể xuất hiện trong Nhà Trắng. Thư ký báo chí Nhà Trắng, Karine Jean-Pierre cùng ngày cho biết khu vực phát hiện cocaine có nhiều người ra vào và khách đến thăm cũng có thể tiếp cận nơi này. Tổng thống Biden không ở Nhà Trắng khi sự việc xảy ra. Cựu Tổng thống Trump còn đặt câu hỏi liệu công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ, Jack Smith, có xuất hiện ở khu vực phát hiện cocaine không, bởi ông thấy Smith trông giống một người dùng chất gây nghiện. Smith phụ trách cuộc điều tra về cách ông Trump xử lý tài liệu mật. Bộ Tư pháp Mỹ đầu tháng 6 đã công bố 37 cáo buộc liên quan, khiến ông Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố cấp liên bang. Các tiêm kích Nga đã quấy rối 3 máy bay không người lái, UAV, của Mỹ, khi chúng đang làm nhiệm vụ đối phó mục tiêu của nhà nước Hồi giáo tự xưng, tướng Alexis Greenquist, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Không quân Mỹ, cho biết hôm 5 tháng 7. Không quân Mỹ cũng công bố video từ hệ thống giám sát trên không, cho thấy một tiêm kích hạng nặng Su-35F Nga tiếp cận máy bay MQ-9 từ phía sau. Giới chức Mỹ cáo buộc chiến đấu cơ Nga thả pháo sáng gắn dù trước đường bay của UAV, buộc nó cơ động ngoặt gấp để tránh hư hại. Một phi công Nga còn bay phía trước phi cơ MQ-9 và bật chế độ tăng lực, làm tăng tốc độ và áp lực không khí, hạn chế khả năng vận hành của máy bay Mỹ. Đây là những ví dụ về hành động thiếu chuyên nghiệp và gây nguy hiểm của không quân Nga tại Syria, đe dọa an toàn của lực lượng hai nước, tướng Greenquist nói thêm, đồng thời kêu gọi Moscow ngừng ngay các hành động liều lĩnh. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Mỹ và Nga hồi năm 2019 thống nhất quy tắc sử dụng không phận Syria nhằm tránh các sự cố ngoài ý muốn, có thể làm gia tăng căng thẳng. Hai bên đồng ý không bay qua đầu lực lượng của nhau, nhất là với máy bay mang vũ khí. Tướng Greenquist hồi tháng 3 cho biết tiêm kích Nga mang vũ khí nhiều lần bay qua căn cứ Antan ở Syria, tăng đáng kể hiện diện so với những tháng trước đó. Họ thường xuyên bay ngay trên đầu các đơn vị Mỹ, được mô tả là vùng trời trong bán kính 1,5 km quanh căn cứ. Đây là tình huống rất khó chịu, ông nói. Nga duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở Syria và là đồng minh thân cận của Tổng thống Bashar al-Assad, hỗ trợ chính phủ của ông chống lại phe đối lập. Sự hỗ trợ quân sự của Nga đã giúp Tổng thống Assad đảo ngược tình thế trong cuộc nội chiến bùng phát từ năm 2011. Mỹ duy trì lượng nhỏ binh sĩ tại Syria để hỗ trợ chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo, IS, tự xưng và bảo vệ các cơ sở khai thác dầu mỏ, vốn do lực lượng người Kurd kiểm soát. Khoảng 700 lính Mỹ đóng ở căn cứ Ansaradi gần thành phố Hasaka, cùng 200 binh sĩ đồn trú tại căn cứ Antan gần biên giới Syria-Jordan. Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai căn cứ bất hợp pháp trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông, trong khi Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các đồng minh của họ ở Syria được bảo vệ. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO, ngày 4 tháng 7 ra tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh được tổ chức trực tuyến, trong đó cho biết Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Nga, Tajikistan và Uzbekistan tái khẳng định sự ủng hộ với sáng kiến vành đai và con đường, BRI. Các nước này ghi nhận những nỗ lực đang được triển khai để cùng thực hiện dự án. Tuy nhiên, Ấn Độ, quốc gia chủ tịch SCO năm nay, không tán thành BRI. Iran, thành viên mới gia nhập, cũng không xuất hiện trong danh sách các nước ủng hộ BRI. Khi phát biểu khai mạc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tái khẳng định cần tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của hiến chương SCO, đặc biệt là liên quan vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước thành viên khi triển khai các nỗ lực nhằm tăng cường sự kết nối. Một trong những lý do chính khiến Ấn Độ không ủng hộ BRI
là hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, trong dự án đi qua vùng lãnh thổ Kashmir, nơi New Delhi đang tranh chấp lãnh thổ với Islamabad. Ấn Độ luôn ở thế khó xử liên quan BRI trong SCO. Họ luôn cho rằng đây là một ý tưởng tồi, Raffaello Pantucci, nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore nói. Giới quan sát cho rằng Ấn Độ đã nhiều lần bày tỏ phản đối BRI kể từ khi gia nhập SCO năm 2017. Ấn Độ không hoàn toàn tán thành BRI và có tầm nhìn riêng với các dự án phát triển hạ tầng. Trung Quốc cũng đã lường trước việc không có sự ủng hộ từ Ấn Độ. Thu Yong Biel, giáo sư tại Trường Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Đại học Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc nhận định. BRI được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013 nhằm khai thác thế mạnh tài chính của Trung Quốc để tiến hành các dự án cơ sở hạ tầng mà Bắc Kinh mô tả là nhằm xây dựng cộng đồng rộng lớn có chung lợi ích khắp châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Nikkei Asia dẫn các nguồn tin của châu Âu và Nhật Bản cho hay chương trình hợp tác được điều chỉnh riêng ITPP bao gồm 16 lĩnh vực hợp tác với 3 mục tiêu chiến lược: tăng cường đối thoại, tăng cường khả năng tương tác và tăng cường khả năng phục hồi. Một trong những lĩnh vực hợp tác là dành cho các lực lượng NATO và lực lượng phòng vệ. Nhật Bản, cải thiện khả năng phát triển năng lực và khả năng tương tác. Văn kiện hợp tác trên dự kiến được công bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Lithuania từ ngày 11 đến 12 tháng 7, nhấn mạnh Nhật Bản và NATO sẽ hợp tác hiệu quả trong việc phát triển năng lực và khả năng tương tác cũng như tiêu chuẩn hóa. Sự hợp tác này nhằm tạo ra sự hiểu biết chung về khí tài của nhau và mở rộng phạm vi của các cuộc tập trận chung, theo Nikkei Asia. Nếu Nhật Bản có thể áp dụng nhiều tiêu chuẩn của NATO cho thiết bị quốc phòng của mình, điều này có thể dẫn đến việc bảo trì và sửa chữa tại các nhà máy đóng tàu và nhà chứa máy bay của nhau. Tuy nhiên, bản thân NATO phải đối mặt với những thách thức liên quan khả năng tương tác giữa các thành viên của mình, chẳng hạn như sự chênh lệch về công nghệ giữa các lực lượng, sự khác biệt về học thuyết và khoảng cách về nguồn lực. NATO cũng đã ký kết một ITPP với Úc và đang xây dựng chương trình hợp tác này với Hàn Quốc và New Zealand. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới. Đây là năm thứ hai liên tiếp các nhà lãnh đạo của các đối tác Ấn Độ Dương Thái Bình Dương sẽ có mặt tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.